hướng dẫn các bạn làm da ua. Da ua rất là đơn giản và dễ làm. Bắt đầu chúng ta thực hiện. Nguyên liệu da ua gồm có 1 lon sữa đặc, 2 bịch sữa tươi không đường, 1 hũ cái, 14 cái hũ và 1 cái thùng để ủ da ua. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đổ sữa đặc ra cái tô này. Ta bỏ vô đây đầy 1 lon nước nóng các bạn ạ. 1 lon nước nóng các bạn ạ. Ta quậy cho dây ua nó đều đã, chín đều đã. Ta cho một chút muối bằng cái đầu đũa các bạn ơi. Bắt đầu ta cho bịch sữa tươi vào cái lon sữa bò. Hai bịch sữa tươi nha các bạn. Đây là 1 lon sữa tươi đầy. Tiếp theo ta đổ bịch sữa tươi này ra. Ta đổ thêm cho đầy cái lon sữa tươi này, ta đổ bằng nước nguội các bạn ạ. Tức là 1 lon sữa bò, sữa ông thọ, 2 lon sữa tươi à, với lại 1 lon nước nóng, tất cả là 4 lon nha các bạn. Bây giờ ta đã bắt đầu đổ một cái vào. Da ua làm rất là dễ các bạn ạ. Mà rất thích hợp cho mọi người. Mình rất thích ăn da ua, một ngày mình ăn 3-4 hũ da ua mình vẫn cứ thích ăn. Mình mua cái hũ sữa chua ở ngoài chợ ăn nó không an toàn đâu, tại vì nó có chất bảo quản. Còn mình làm cái này thì không có chất bảo quản các bạn. Bây giờ ta bắt đầu đổ cái hỗn hợp ra cái ca này, đổ vào trong hũ cho nó nhanh các bạn. Một lon da ua, một lon sữa mình làm được 14 hũ, trừ một hũ cái coi như mình làm được 13 hũ. Mình đổ cái cổ chai các bạn ạ. Mình ủ 8 tiếng nha các bạn. Khi nào mà mình đem hũ da ua ra mình thấy nó đông như đổ hũ rồi là được.
Ta xếp cho nó đều. Vậy mình đã xong rồi các bạn, bây giờ ta bắt đầu để nắp. Ta chuẩn bị một một can nước nóng các bạn ạ, để mình chế vào trong mình chế mình ủ cho vô. Ta bắt đầu xếp cho U vào trong cái thùng đựng đá nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà không có thùng đá thì các bạn ủ ở trong nhựa cũng được. Bây giờ ta còn dư 5 củ, ta xếp ra cái thau nhựa này các bạn ạ. Ta bắt đầu chế nước nóng ra cái ca này khoảng 70 độ các bạn ạ. Bảy mươi độ các bạn, ta chế vào trong cái thùng này là tới cổ chai. Mình đổ cái cổ chai các bạn ạ. Tiếp tục ta bỏ cái thối nhỏ này vô trong cái thùng luôn các bạn. Ta bỏ cái thối nhỏ này lên, ta vẫn đổ nước nóng tới cái cổ chai các bạn ạ. Bây giờ ta lấy một cái bao này ta đậy lại, ta đè một cái miếng này lên, vì cái bao này nhẹ quá cho nên các bạn đè không phải, các bạn không cần. Bây giờ ta gia ua là đủ 8 tiếng là được các bạn ạ. Bây giờ gia ua mình đã được 8 tiếng rồi, bây giờ ta bắt đầu bỏ vào tủ lạnh. Các bạn ơi, gia ua mình đã lạnh ngon rồi, bây giờ ta bắt đầu đem ra thử các bạn ạ. Mình bắt đầu đông rồi, mình đem mình ăn thử. Ngon mà mịn lắm các bạn ạ. Như vậy là mình đã thành công. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.